con thấy nè. À, rất là đẹp ha bà con ha. Khi nó còn nhỏ, trái nó còn nhỏ thì nó hơi chu vậy nha. Nó hơi chu nè. À, khi nó chín thì cái đít nó sẽ hơi thun vào ha. Nhìn rất là cưng. Hello quý bà con, mình là Quang sáng lập kênh siêu thị cây giống. Hiện tại bây giờ thì Quang đang đứng tại một vườn vú sữa Mika. Thì cũng thể theo rất nhiều lời yêu cầu của quý bà con chúng ta, thì quý bà con muốn tham quan trực tiếp một cái vườn vú sữa Mika thì nó như thế nào, và đồng thời quý bà con cũng muốn tìm hiểu xem là cái lá của vú sữa Mika nó ra làm sao để quý bà con chúng ta có thể mua được đúng giống. Thì ngày hôm nay Quang xin phép được chia sẻ cụ thể cái lá của cây vú sữa Mika ở dạng trưởng thành nó như thế nào, để quý bà con nào được chúng ta đã trồng rồi thì chúng ta về chúng ta có thể quan sát thêm để xem là chúng ta có mua đúng cái giống vú sữa Mika hay chưa, để trong thời gian chúng ta chờ đợi nuôi dưỡng cây để chúng ta tiếp thêm niềm tin và hy vọng để quý bà con của chúng ta cảm thấy hào hứng hơn, hứng khởi hơn ha. Cũng như là bây giờ trên cây đang có trái thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan xem là cái cây có trái thì nó sum suê tới cỡ nào. Bà con có thể thấy ở phía sau lưng quanh là coi như là quá chi là đẹp rồi ha. Quá chi là đẹp rồi, vú sữa Mika coi như là mùa này là mùa nghịch vụ ha, ve kêu hè về nghịch vụ nha bà con nha. Đó, bà con thấy không? Quá trời, cái bọc trắng trắng đó là vú sữa Mika đó bà con. Được bọc lại hết rồi nha bà con nha. Thấy rất là cưng, thấy rất là thương ha. À, phía sau lưng quanh là anh Trương Kiệt với chú Hùng là chủ vườn, rất là dễ thương. Cũng cho phép quanh thực hiện những thước phim này để phục vụ cho nền nông nghiệp Việt Nam. À, thay mặt toàn bộ các cái anh em siêu thị cây giống cũng như toàn bộ những khán giả sẽ xem video này, gửi lời cảm ơn thân thành đến chú, người đã đi trước đón đầu cũng như là đã tạo ra những cái chất lượng trái vú sữa Mika rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem coi là lá vú sữa Mika nó như thế nào ha bà con ha. Hello quý bà con, chúng ta đang đứng tại một cái vườn vú sữa Mika tím đó bà con ha. Ngày hôm nay thì Quang xin phép được chia sẻ quý bà con cái vườn vú sữa Mika. Hôm trước Quang đã quay rồi và hôm nay thì có quay lại ha bà con ha. Vú sữa tím Mika, những cái trái này thì cũng vừa được tháo bịch ra để cho Quang làm những cái thước phim này. Những cái trái này thì chưa có chín hẳn nha bà con. Thì chẳng hạn như cái trái này thì khoảng là 10 ngày nữa khi nó chín, nó tím hết khoảng 4/5. À, thì khi đó chúng ta mới đem cắt được. Và bà con thấy những cái trái này, mặc dù quay trên màn hình bà con thấy nó nhỏ, nhưng trên cái con đường nó chín thì nó có thể nặng tới khoảng là nó có thể nặng tới 500g. Và vú sữa tím Mika thì cho cái trọng lượng 500g thì rất ư là bình thường ha bà con ha. Khi mà trái nó còn nhỏ thì nó sẽ có cái đít nó hơi chu chu như thế này, nhưng mà khi mà trái nó chín thì nó sẽ bắt đầu nó tròn lại, nó đít nó tròn lại ha bà con ha. Quanh không biết do cái điện thoại của Quanh hay do cái gì mà nó hơi chiếu sáng đây. Đó bà con thấy nè. À, rất là đẹp ha bà con ha. Khi nó còn nhỏ, trái nó còn nhỏ thì nó hơi chu vậy nha. Nó hơi chu nè. À, khi nó chín thì cái đít nó sẽ hơi thun vào. À, nhìn rất là cưng, nhìn rất là đẹp. Đây. À, chú sữa tím Mika ha bà con ha. Chú Hùng. Chú Hùng. Đó bà con thấy nè. Rất là xinh ha, đang thưởng thức với sữa rất là xinh đó bà con thấy hôm qua dưới dạ của ánh nắng là nó chiếu vào. Chồng bích về trồng với sữa mai cao quá, ở động cây sữa này gợi lắm, nó không có chi phí gì tân á. Nghe nói về cây giống mình nói thật sự ra đây bà con nè, trái rất là nhiều mà đang cho nghịch vụ. Wow, cái trái bên này nó tím rịm luôn nè. Đó bà con ha, nè trái khắp vườn luôn, trái nó toàn vườn luôn. Trái này là chưa có ấy nha, chưa có chín đó, chín nó còn to nữa nè bà con, coi trái này nè, nó to đùng luôn nè, thấy không đó, rất là to ha bà con ha, rất là đẹp. Và coi như là đang cho nghịch vụ, bà con nghe tiếng ve kêu không, đang cho nghịch vụ mà bà con thấy là trái nó quằn cành luôn. Mà cái cây này là nó cũng đã gãy hết một cái nhánh rồi mà đã, nhưng mà vẫn cho được những cái trái rất là to. Và đây cũng là năm đầu tiên chú cho làm nghịch vụ ha. Đây bà con thấy nè, đó bà con thấy rất là ít hạt nha, ít hạt lắm, và vỏ nó mỏng dính luôn nè, vỏ nó nè đẹp quá ha anh. Nè vỏ nè bà con, vỏ mỏng thiệt là mỏng luôn ha bà con. Xem cái ấy nè, xem cái trái nè, đó rồi ở phía sau nè. Đó bà con biết không, ăn những cái lớp vỏ tím như vậy á, là chúng ta sẽ tích lũy được rất là nhiều cái vitamin ở trong người của mình để tăng cường sức đề kháng ha. Đó
cũng không biết nói lời gì hơn, nhưng mà quá thích thú với cái vườn vú sữa tím Mika này ha bà con ha. Quá thích thú với cái vườn vú sữa tím Mika này. Đó, ồ, chú ông chỉ cái một cọng để tái thôi. À, tái này 700 gram đó. 700 gram. Chưa chín trái này. Nhưng cọng này nữa để tái thôi, nó ra mười mấy trái em để tái thôi. Như cái cọng này xíu mà 6 5 6 trái nè. Để hết trái rồi đó. Quá hay luôn. Lại bỏ bớt thôi, nếu mà muốn ai đặt tiêu chỉnh. Cái cây nhỏ xíu bên này nè bà con thấy nó có trái sớm lắm nha. Cây nhỏ xíu bên này hồi nãy Quỳnh thấy nó có bông. Đây nè. Cây nhỏ xíu bên này bà con thấy nó có bông thấy không? Ok, bà con thấy không? Đó. Bông, quá trời bông. Mà bà con biết là vú sữa thì nó rất là dễ trồng. Mà càng lớn nó càng có nhiều tiền, nó ít bị sâu bệnh, nó chỉ có bị mỗi một cái bệnh là sâu đục thân thôi đó bà con ha. Mỗi cái bệnh là sâu đục thân thôi. Đó, bà con thấy không? Nhìn những cái trái qua lá nè. Rất là đẹp ha bà con ha. Rất là xinh. Biết sau nay cái điện thoại nó quay cái màu nó hơi mét ha. Mà ở ngoài thì thấy nó tím rịm luôn nha bà con nha. Rất là đẹp ha bà con ha. Quá trời đẹp. Đó. Đây là vú sữa tím Mika, một trong những loại cây kinh tế cao. Ngày hôm nay thì quay cái hình thái trái cho quý bà con xem thôi. Quanh sẽ làm cái video để bà con nhận biết được cái lá của vú sữa Mika nó như thế nào, để quý bà con chúng ta có thể mua đúng giống nha. Hôm nay thì xin phép được chia sẻ với quý bà con của chúng ta về cái hình thái trái của cây vú sữa Mika ha. Đây là vườn này là chú trồng toàn bộ là bằng hữu cơ hết nha bà con nha. Đó, bà con chúng ta có thể lướt ngang là thấy những cái bao trắng cứ chùm, vậy là có trái hết đó bà con ha. Đó. Xum xuê, nhìn xa xa là thấy cưng ghê không? Đó. Cưng gì đâu luôn hả bà con ha. Nhìn rất là đẹp. Mà cái cây này nó bị gãy hết một bên cây rồi đó nha. Một bên nhánh rồi đó nha bà con nha. Nó gãy hết một bên nhánh rồi đó mà nó còn như vậy đó. Rất là đẹp hả bà con ha. Đó, gốc đó nè. Gốc của chà bá luôn ở gốc phía sau cái cây ấy nha, phía sau cây lan nha bà con nha. Rồi chắc Quỳnh xin phép chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Video này Quỳnh đã giúp cho quý bà con chúng ta có thể thấy được cái hình thái trái của cây vú sữa Mika nó như thế nào. Khi nó chín nó thì khi nó còn nhỏ thì nó sẽ đít nó hơi chu. Nó hơi chu chu như vậy. Còn khi nó chín thì đít nó đầu nó tròn ha bà con ha. Đít nó tròn như vậy nè. Đó, khi nó chín đít nó tròn. Thì bà con chúng ta có thể quan sát để chúng ta xem chúng ta có đúng cái giống vú sữa Mika chưa nha bà con nha. Đây là một cây kinh tế rất là cao ha bà con ha. Giá bán thì bây giờ bán ở ngoài tiệm cửa hàng trái cây thì họ bán 150-200, còn tại vườn người ta có thể mua cho mình là khoảng 80-100 ngàn một ký. Và bà con thấy cái số lượng trái này, hôm trước chú nói là cây này có thể đạt được tới trọng lượng là 1 tấn. Mùa này là mùa nghịch vụ mà đang mưa gió thất thường nên thấy là có vẻ nó không có được xum xê lắm, nhưng mà nó lại cho trái 2 vụ nha bà con nha. Cho trái 2 vụ nha bà con nha. Và nhánh nào cũng phải kéo nó lên hết chứ nó quá sai ha. Nó quá sai ha bà con ha. Trời, Quỳnh xin phép chào quý bà con. Nếu quý bà con quan tâm tới vú sữa Mika hoặc là còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan tới vú sữa Mika, bà con có thể gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Quỳnh cùng với các anh chị có cơ hội đồng hành cùng quý bà con chúng ta nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.